số series. Đây gọi là size RC K3000 này. Em này thì lỗi 09 nhá. Mất tiếng, đang dùng tự nhiên bục cái nào đó chuyển sang báo 09 luôn. Máy này thì nó tương đương với cái dòng CISO 3D510, OS 510, ES 510 chung phần mềm, tương đương hoàn toàn với ES, còn phần mềm thì vẫn chung cả 3D510. Vấn đề là hỗ trợ sửa các lỗi liên quan đến cái dòng vang này nhé, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số máy trên tiêu đề của video để gặp kỹ thuật viên. Những ai chưa đăng ký kênh mọi người có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.